Dạ không. Anh hai nè, chị hai nè. Nhỏ giờ lớn rồi đâu biết không? Dạ. Nó ở ngoài Đài Loan nó đi làm. Bây giờ chị có chồng con về không? Dạ không, chồng con đi làm. Dạ. Cô hai cười cái cô hai. Để con không cứ cười con quay lén luôn rồi. Còn đứa nữa, đứa nào cưng? Còn đứa nữa mà. Nhãn. Ờ, nó có về không? Dạ không, chị mới về.